thứ nhất. Đây là một trong hai chiếc xe tăng đã hút đổ ở Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vẫn còn nguyên vẹn, vẫn đẹp. Thế này 1843 hốc đủ của phụ đấy. Còn mới nhé. Chiếc 390 này nó đi về với việc coi đi về cũng được. Tất cả có hơn 100 căn phòng. Hiện nay Dinh Độc Lập mới đã
bàn tròn. Vậy nhân cách được họ bố trí cũng rất là hài hòa về màu sắc, về thảm như thế này, để cho những cái cuộc họp mà diễn ra suôn sẻ đấy, họ sẽ cân ánh sáng và những cái bức rèm màu phù hợp. Phòng họp thì màu khác, phòng ăn thì màu khác, phòng ngủ lại màu khác, không đúng là theo hệ thống phong thủy đấy, nhưng không có bắt buộc vào một cái bất cứ màu nào phải chung hết. Nhưng mà trong này vẫn mang một cái nét đó là màu vàng đậm, giống như các vị vua chúa ngày xưa thích màu vàng đấy. Cao cấp tướng tá sẽ họp ở đây và tổng thống sẽ chủ trì hội nghị họp ở trong này. Trung úy, các đồng chí Nguyễn Thành Trung, đây là trung úy đội cái nón màu trắng trắng này. Vào ngày 8/4/75, trung úy Nguyễn Thành Trung này đã ném bom loại 227 kg này. Hiện nay ở trên vị trí phía trên lầu tứ phương vô sự lầu vẫn còn cái vị trí mà đánh dấu vào năm 75 trung úy đã ném. Còn mảnh bom tức là cái họ đánh dấu ít là vị trí đó đánh bom, còn cái vị trí mà sập toàn bộ cánh trái thì hiện nay là không còn. Đây mình vào một phòng kinh tiết này. Với diện tích tổng của dinh đến 120.000 m2 thì căn phòng này sẽ là căn phòng lớn nhất với sức chứa 500 người để tổ chức các cuộc hội họp. Nhưng mà trước khi mà để sử dụng hội họp thì họ không kê những cái bàn như thế này đâu, còn này được bố trí lại sau này mới đủ. Còn bàn ghế ngày xưa họ họp thì được di chuyển đi rồi chứ không còn để như bây giờ nhé. Phòng này to nhất cho các vị tổng thống chủ trì các cuộc họp ở đây. Và ở các tầng có cả phòng họp, phòng ăn, rồi phòng chơi bài, giải trí vân vân, rất là nhiều căn phòng với chức năng khác nhau. Đi cái tầng này là tầng thấp đấy. Nếu mà chúng ta tính ra tầng thấp là tầng thấp thứ 3, tại vì ở phía dưới chúng ta còn 2 tầng nữa, đó là tầng hầm, hầm số 1 và hầm số 2, thì các cô chú sẽ lên tầng hầm này. Nhưng mà đi vào tầng hầm này chúng ta không quay lại cái đường cũ mà đi thẳng từ lầu tứ phương đi thẳng xuống tầng hầm luôn. Thế là mời các cô chú đi theo con nhé. Vào năm 1967, diễn ra cái lễ nhậm chức của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệp và Phó Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra cái căn phòng này luôn. Đây là trong này họ bố trí cái phòng ăn, cái họa tiết màu vàng, trang hòa màu vàng, cái thảm màu vàng. Và bàn ăn ở trong này thì bố trí rất là đơn sơ thôi. Đây là người ta đang để cái hệ thống đó là tượng trưng đấy, tượng trưng để bàn này ghế thì có thể chiêu đãi hết 100 người. Và bên này chúng ta thương binh ấy, sẽ đi bằng những đường này, hoặc là cao tuổi thiếu quá chúng ta sẽ đi đường này. Trong này có toilet luôn, đó. Thế là mình lúc nào có nhu cầu thì sử dụng. Giờ mình đi thang bộ, toàn bộ những cái vật dụng mà làm từ xưa rất là chắc chắn là những cái thép này sắt này từ thời xưa này. Cuối tuần trò. Để làm sau này bây giờ. Đi như thế này. Một cái kinh nghiệm rồi. Đi du lịch cái này. Đây. Này. Đi tập thể dục thôi. Vâng, ở đây các cô chú bắt đầu nhìn thấy những cái bản đồ rất là lớn, nhưng mà bây giờ thì mình không được vào phía trong nên là chúng ta nhìn xa xa, chúng ta chỉ nhìn được những chữ to to thế thôi. Khi nào các cô chú mà xuống cái tầng hầm thứ nhất ấy thì bản đồ 4 vùng chiến thuật chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đây là cái phòng gọi là Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống sẽ họp với lại các tướng lĩnh và các cố vấn Hoa Kỳ. Ở đây thì cái lực lượng Hoa Kỳ tham gia tham chiến ở đây sẽ là số lượng đông nhất ấy. Thì xuống tầng hầm thứ nhất thì các cô chú sẽ xem là Hoa Kỳ tham gia bao nhiêu.
tổng số lượng quân đội tham gia rồi các nước tham gia ở chiến trường miền Nam chúng ta lúc bây giờ là bao nhiêu. Bốn vùng chiến thuật thì ngoài các tướng lĩnh thì các cố vấn quân sự của Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tổng thống ngồi ở những căn phòng như thế này. Mọi quyết định của tổng thống thì sẽ đều thông qua các vị tướng lĩnh này và các cố vấn xem là cái quyết định nó có được hay không. Giống như cánh tay trái cánh tay phải đấy, chỉ cần một hai ông mà không đồng ý thì cái quyết định đó sẽ xem xét thêm, chứ ông tổng thống không quyết định được nhé. Rồi mời các cô chú qua phòng làm việc của tổng thống ạ. Ui phòng lịch sự gớm nhỉ. Vâng, đây chính là cái phòng làm việc của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông sinh năm 1923 tại làng Chi Thủy, Ninh Hải. Hồi nãy con có nói là quê ông ở Ninh Thuận đấy. Hiện nay thì vị trí mà nếu các cô chú mà có dịp về Ninh Thuận thì vẫn ghé thăm được ngôi nhà này. Ở đây thì cái phòng làm việc của ông cũng rất đơn giản thôi. Những cái điện thoại thời xưa để lại, một cái bàn để làm việc. Bàn này thì ông sau những giờ làm việc ông sẽ ngồi đây nghỉ ngơi. Và đặc biệt ở trên căn phòng này có một vài cánh cửa mà chúng ta sẽ không vào được. Đây, như này. Không có số hiệu gì. Tổng thống sẽ làm việc ở đây. Và nếu như mà có bất cứ biến cố gì thì ngay lập tức ông tổng thống sẽ rời căn phòng làm việc và theo cái đường này xuống đường hầm. Ở dưới tầng hầm thứ nhất, nếu biến cố mà sử dụng những cái loại bom khí nặng á, thì ông cũng buộc phải xuống tầng hầm thứ hai. Và người ta cho rằng những cái cửa này có một cái đường hầm đưa thẳng ra phi trường luôn. Nhưng mà không biết là cái đường hầm đấy thì chúng ta chưa được tham quan nên là không biết là nó có ra đến phi trường Tân Sơn Nhất hay không. Người ta đang đồn đến đấy. Tôi biết là như thế. Nhưng mà vào năm 1975 á, thì khi mà quân đội của mình tràn vào đấy, thì những cuộc di tản đó là di tản trên nóc, trên lầu tứ phương đấy, trực thăng đưa từng người đi đấy, là trên đấy. Bây giờ con mời các bạn video. Hai cái cửa này cũng được tổng trình như thế. Các cửa này không có quy cấp là sẽ chạy xuống hầm. Các cô chú cho mình dừng lại căn phòng này một tí. Đây là phòng tiếp khách của tổng thống. Phòng họp có, phòng ăn có, thì phòng tiếp khách của tổng thống đều có hết. Tuy nhiên ở đây các cô chú nhìn thấy một cặp ngà voi. Ở Việt Nam chúng ta còn hai cặp ngà voi rất lớn, rất đẹp. Một cặp nằm ở Dinh Độc Lập. Cặp này là cặp thiệt nhé. Dài một thiệt 100%, dài 1m59 cm. Còn một cặp nằm ở Vũng Tàu, đó là nằm tại Bạch Dinh, 1m58. Ở đây thì theo mình các cô chú bảo là ông tổng thống ngồi ghế nào ạ? Tổng thống bao giờ phải ngồi trên? Đâu ạ? Trên này hay trên đây ạ? Trên đây. Có anh thì bảo đây, có cô thì bảo trên kia. Thật ra ông tổng thống Thiệu của mình ông sẽ ngồi trên cái bàn đó. Và đối diện đây là đương vị ngang nhau. Nhưng tại sao cái này sẽ thấp hơn, cái kia cao hơn? Cái kia thể hiện là mình là người làm chủ. Còn quan khách cái bậc đó, cấp vị, cấp hàm bằng nhau. Nhưng bạn là khách, bạn sẽ phải thấp hơn tôi. Còn các đối diện này là các tướng lĩnh đi theo. Hai bên thì sẽ có phiên dịch, ngồi đây phiên dịch. Đó là cái phòng mà tiếp khách. Đây là, và ông tổng thống này không tiếp khách chung nhé. Khách của vợ tiếp, vợ tiếp, khách của ông tiếp, khách chung. Chồng chồng tiếp, khách vợ vợ tiếp, khách của hai người tiếp. Chính mình về thì cũng đẹp. Thể hiện cho một sự may mắn và cũng như là quyền chức vị quyền cao. Thì thường các tờ vua chúa ngày xưa là con rồng sẽ là biểu tượng cho vương quyền đúng không? Thì ở đây cũng là con rồng, và bức thảm này được vẽ đó là Lưỡng Long Tranh Châu đấy. Đó. Bốn con rồng. Đó.
Nam Một sản xuất vào năm 1973 tại Hồng Kông và được đưa về Việt Nam và đặt tại vị trí này. Chứng tỏ cho vị trí này là nơi mà những người có quyền cao chức trọng sẽ ở trong này. Mang một cái biểu hiện là may mắn. Mình sẽ đi đường này để vào. Các cô đi qua bên này trước vị trí, mình quay lại đây sau. Tổng thống lúc bấy giờ đó là tổng thống Thiệu, năm 67 giờ đi ông nhận chức. Nhưng mà phó tổng thống lúc này là ông Cao Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ. Phó tổng thống Nguyễn Cao Sơn Tây này. Nguyễn Cao Kỳ. Thì bây giờ còn một cái cô gì rất là nổi tiếng này. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thế là vợ ông Cao Kỳ đấy. Đấy là vợ của ông ấy chứ. Bà Mai, bà Mai. Vợ ông Kỳ là bà Mai. Bà Mai ngày xưa. Bây giờ cái cô gì mà khi đi dẫn chương trình Nguyễn Cao Kỳ Duyên với lại chúng. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đúng bà vợ là bà Mai. Vâng, tí bà Mai ngày xưa tiếp viên hàng không. Vâng, tí nữa các cô chú sẽ nhìn thấy cái tấm ảnh của bà Mai ở phía trong văn phòng bên này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào, hiện tại thôi, chúng ta ở tầng 2 nhé. Tầng này tổng thống. Đây là phòng phó tổng thống hả? Phòng phó tổng thống. Ở cái tầng 2 này ông tổng thống Tiểu nữa. Lúc đó thì ông có, sau khi mà xây dựng xong, ông có cho xây dựng lên một cái hòn non bộ nữa. Ý là muốn như là đang ở tầng 2 nhưng vẫn như ở mặt đất, tức là dung hòa với người dân, không đẩy quyền lực cao quá xa người dân. Thì mọi gốc rễ nào có chính quyền có mạnh thì đều nhờ dân hết. Thế nào ông xây một cái hòn non bộ phía đối diện phòng ngủ không? Mời các bạn qua phòng ngủ của ông ạ. Không ạ, chưa vào đến khu gia đình tổng thống. Khu này là cái phòng này gọi là phòng trình quốc thư, các thư từ các nơi gửi về, giống như duyệt tấu sớ ngày xưa đấy. Đấy, cứ ví dụ cho mình dễ hiểu. Thì các văn bản trình về đây thì ông tổng thống ông sẽ phê duyệt, ông sẽ ngồi trên này ông phê duyệt. Phía sau của ông ấy thì có những cái bức ghép của tranh sơn dầu thể hiện qua Việt Nam của chúng ta qua các thời kỳ. Đó, thì có những bức tranh sơn dầu để ghép vào. Hai nữa thì sau cái phòng trình quốc thư này thì chúng ta mới tiến vào cái khu vực mà dành cho gia đình tổng thống, và chỉ có gia đình tổng thống được ở chỗ này thôi nhé. Khu gia đình tổng thống. Đây là những cái món quà tặng mà ông được nhận về. Hai nữa là ông cũng đam mê với lại săn bắn. Và chúng ta để ý là đây là những cái sừng của các con linh dương rồi bò chân voi. Cái này chân voi thật nhé. Ủa, chân voi thật à. Thì ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có một cái người gọi là vua săn voi đấy, ở núi rừng Tây Nguyên đấy. Ông được mệnh danh là người săn được nhiều voi nhất của núi rừng Tây Nguyên. Hiện nay nếu mà chúng ta lên Tây Nguyên thì chúng ta vẫn còn nhắc đến ông rất là nhiều, đó chính là ông A Ma Công. Cả cuộc đời 103 tuổi săn được 298 con voi. Và đến năm 1996 thì ông mới xin chính phủ, lúc đấy là chúng ta là cấm săn bắt voi rồi, mà chỉ có là thuần dưỡng và nuôi dưỡng thôi, huấn luyện voi thôi. Thì ông mới xin với nhà nước của chúng ta là cho thêm, ông bắt thêm 2 con nữa để cho tròn 300. Nhưng nhà nước không chịu. Để cuối cùng ông chỉ khép lại là 298 con. Vào năm 1954 thì ông có được Bác Hồ chúng ta gửi thư khen tặng và tặng cho 50.000 đồng. Nhưng mà ông A Ma Công này rất là mê đánh bạc. Trong một chuyến đi chơi bay từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn 3 ngày thôi, xài hết 40.000 đồng. Và lúc đấy 40.000 đồng có thể làm được 10 căn nhà dài của người dân tộc Mân Âu đấy. Và về sau thì ông được tổng thống tặng cho những mấy cây súng săn đấy. Và ông đã từng tặng cho vua Bảo Đại voi, rồi tặng cho vua của Lào, Lan, Campuchia, những voi cũng săn được. Đó. Thì ông cũng được Bác Hồ khen tặng để đem voi về trước kháng chiến vào năm 54. Bây giờ thì mình sẽ quay lại phía sau. Đây chính là hòn non bộ đấy. Nếu đứng ở vị trí này thì chúng ta giống như chúng ta đang ở dưới mặt đất, ở trên lầu 2. Nhìn vào đây, giống như hòn non bộ được đắp lên.
như ở mặt đất. Dân dân tàu tặng đồng để nông dân Việt Nam. Đây mình vào là con ngủ không? Tổng thống có gì không ấy? Phòng này thì có vợ ngủ cùng nên cái giường nó sẽ to hơn. Giường tổng thống giường này là giường đôi ấy, một giường hai người ngủ đấy. Rồi. Nếu như bây giờ đi khách sạn chúng ta sẽ gọi phòng này là phòng double, tức là một giường lớn hai người ở. Hai nữa là cái phòng nó ngày xưa còn một cái bàn trang điểm của bà hơn. Còn cái tủ đựng đồ, bàn của tổng thống chẳng bây giờ thì làm gì? Bây giờ các cô thế là phúc của ngày xưa mà như vậy thì thôi ngày xưa như này là quách quá rồi, cao cấp rồi, nhất cao cấp rồi. Ngày xưa thì 20 giờ các cô không bằng phòng cô. Các phòng ăn các dụng cụ ở trong này thì được giữ lại và những cái bộ bát đĩa này đều được nhập nước ngoài về. Cái hai nữa thì phòng này á, trước khi ăn sẽ có một cái đội ngũ đó là thử đồ ăn để xem có độc hay không đấy. Còn ăn mua luôn rồi ăn bằng đĩa muỗng, ăn kiểu dĩa, tây, ăn kiểu tây, ăn kiểu tây. Gia đình sẽ ăn ở tại đây và những ông tổng thống này khu gia đình thì vợ con cái đều ở đây, nên là ngoài cái phòng ngủ đó thì đối diện cũng có những cái phòng ngủ dành cho gia đình nữa. Không cho Việt Nam phú quá. Đây lại không ngủ nữa. Không ngủ này của vợ. Ông có thể ngủ bên đó không? Bedroom. Ghế kia bây giờ là giá trị. Bộ đây đó. Đấy. Chắc cái ngủ đó. Đẹp quá. Ai không ngủ? Ui, bộ ghế đẹp nhé. Ở đây còn cái bộ tranh mà dạy cho quá trình mà lao động ở miền Nam. Ngày xưa ở trong miền Nam họ xả lúa và gặt lúa thì không có máy tốt. Đó, nên là họ sẽ sử dụng những cái bồ đập. Ở dưới là họ đan những cái thanh tre song song với nhau như này. Sau đó là quay lại lúa này quanh. Người phụ nữ sẽ gặt lúa, người đàn ông sẽ bó lại và sau đó đập cho rớt cái hạt lúa xuống và bỏ cái rơm này đi. Đó, từng bó nhỏ, một bó to. Xưa bắt mình đập mạnh. Có không cô? Bắt đập thế, cô đá. Cô đá một phép trước ngày. Cô đá. Nhắc đến này, kỷ niệm ai cũng biết ngay. Cô đá sai. Sơn Tây mà vẫn có cô đá sai chứ. Cô đá sai chứ. Đập mới là giá, nên thủng cả cô đá luôn. Ui, khỏe thế. Đấy, đã thùng cả cối đá thì ăn rồi quá mạnh. Thêm 50 cái thì đấy thôi. Cố đi lại thêm 50 cái này. Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ? Chắc chẳng bao giờ đến ngày xưa. Mỏi hết cả chân thôi. Say lúa như con lủng gạo. Ông Cao Kỳ Duyên đây. Nguyễn Cao Kỳ. Cao Kỳ khác, còn đang là bố. Còn Cao Kỳ Duyên là con gái. Đây là hình ảnh của Nguyễn Cao Kỳ. Bà mới chết năm nay. Bà mẹ rất giống với lại cô Kỳ Duyên đúng không ạ? Giống nhỉ? Giống đúng không? Gần như là giống. Tỷ lệ 1:1. Mình kính sát hay để các cô chú như sau thì có thể mẹ Nguyễn Cao Kỳ Duyên này. Những người trên đây đúng không? Cái hương của mình đồng hương đó. Đúng rồi. Phố Ngô Quyền, 59 phố Ngô Quyền. Bây giờ còn cái nhà đấy không cơ? Nhưng mà chưa về thăm nhà lần nào. Đi qua nhưng không vào. Ừ, thế nào? Thế là một cái khi lên đấy là nhà nước mình là công an người ta. Khi về không thông báo thì đi giám sát, không thông báo. Đến là ông về gần nhất là về nhưng mà nếu mà báo có tôi nói là bảo chặn đường ngay. Khi không đi được khi về là công an mình theo dõi, cảnh sát theo dõi chặn hết, không phòng làm việc, phòng làm việc và phòng làm việc cũng sổ sách, cũng điện thoại cũng phải trực, nên là mình
lướt qua những cái căn phòng làm việc của mọi người. Phó tổng thống. Phó tổng thống. Nguyễn Cao Kỳ. Vợ Nguyễn Cao Kỳ giống giống cao lớn con đang diễn. Không, ông này không được làm vua, ông này làm vua. Lầu lên trên là mình cái số tầng học. Giải trí của tổng thống rồi. Trên đấy còn cái bộ bom đấy. Xem phim là đánh mặt trượt là đánh có đầy đủ hết luôn. Ở trên tầng nhỉ? Tổng thống là có chế độ cao nhỉ? Tổng thống ngày xưa là phải có. Người ta cũng là người. Thế mà vua Việt Nam cũng được. Có thú. Ủi, tủ sách thư viện. Ôi, đứng chắn cái quạt cho nó mát quá. À, đến đây các cô mệt chưa? À, mỗi tầng này nữa thôi rồi chuẩn bị xuống tầng hầm. Đi lên xe đây. Có, con đưa lên lầu tứ phương vô sự lầu nữa là xuống tầng hầm nhé. Và ở đây thì vị trí các cô chú đang đứng đó là thư viện. Thư viện này sẽ là thư viện chung dành cho các thành viên ở trong dinh này. Được. Ông tổng thống cũng được, rồi các tướng lĩnh, rồi tướng tá gì đấy đều được đọc hết. Và ở đây thì họ khi phải giải phóng xong thì họ tràn vào thì họ còn giữ lại được những cái đầu sách. Sau đó họ tách ra là sách nào sử địa văn học kỹ thuật kinh tế gì đấy. Thì ngoài những cái thời gian mà làm việc căng thẳng thì ông có thời gian thư giãn, ông sẽ về đây ông đọc. Và ở đây các cô chú nhìn thấy một bức tượng. Tượng này các cô chú bảo tượng của ai? Họ. Ông nào? Ông này đây? Các cô đoán xem là ông nào? Ông Thọ. Đấy, cô thì bảo ông Thọ. Các chú có đáp án nào khác không ạ? Dạ, không phải ông Thọ đâu. Đây chính là thầy của Khổng Tử. Thầy của Khổng Tử. Lão Tử. Lão Tử. Lão Tử. Tức là sao? Người rất là giỏi trong các lĩnh vực ấy. Thì lúc đó là ở sách này là người này là xin cái ánh sáng tối thì không nhìn thấy các bạn thôi các cô ở đây mát nhé. Alo. 7 giờ đến trưa hôm nay về khách sạn thì sẽ gọi cho các bạn nhé. Đây, bà rất là đẹp. Bà Mai Anh. Bà không, bà Mai Anh. Tổng thống. Tổng thống này của ông tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Còn đó đây là bà khách nhé. Đó, đó là bà khách. Cái phòng mà tiếp khách của tổng thống ở dưới, phòng tiếp khách của phu nhân ở trên này. Chia ra chung chung chia gì đó. Không muốn đến xếp phó thì lên đây. Tiếp khách của phu nhân tổng thống. Nếu như mà các cô các chú mà về Huế đấy thì vẫn còn một cái đền thờ bà Ngọc Tân Công Chúa ngay vị trí chỗ lăng của ông vua Trần Nhân Tông đấy, và còn đền thờ Ngọc Tân. Bây giờ các cô chú đi vào những cái rạp chiếu phim rất to, rất hoành tráng. Chiếu phim. Nhưng mà thật ra cái này chỉ là chiếu bóng thôi nhá. Ngày xưa ở miền Bắc chúng ta là lâu lâu có đoàn chiếu bóng về đấy, ủy ban xong rồi mình tập trung buổi tối. Đây chiếu qua màn hình đấy. Thì đây cái màn hình nó sẽ là như kia, giống như cái màn hình thả xuống đấy. À, chiếu. Và tất cả phòng máy thì sẽ nằm ở phía trên. À, bây giờ các cô chú sẽ theo con lên phòng máy và lên cái lầu đó, không quay trở lại đây nữa. Vào chiếu phim nhá. Mà rẽ trái thì mình qua cái phòng đánh bạc trường, đánh bài, ăn chơi ngủ nghỉ đua hết.
một đi lính Việt Nam Cộng Hòa thôi. Giải trí tiêu khiển của các ông không giải trí không đánh bại. Đây là tầng cao nhất này. Tầng cao nhất này. Đấy, tầng này là đi xuống tầng hầm không quay lại được luôn nhé. Dưới là cái phòng xem phim, đây là phòng để chiếu phim. Trên này các chỗ tập là phòng chiếu này. Phòng chiếu. Đây là để chụp ảnh. Máy bay mất rồi. Trước đi có máy bay để sau cái đây chứ. Đây. Mất thế nào được? Có cái máy mất sao được chưa? Anh ở gần đây à? Đây đợi các cô chú mình vào hết đi ạ. Chính trị xe tăng. Nói dần là gì rồi? Lên hết chưa cô chú ơi? Vị trí này thì khi mà ông kiến trúc sư Ngô Viết Thụ ông xây dựng á, để cho cái người mà có quyền lực cao nhất ở trong dinh, đó chính là ông Tổng thống đấy. Lầu này còn gọi là tứ phương vô sự lầu, tức là bốn hướng ạ. Đông, Tây, Nam, Bắc, và là bốn hướng, gọi là tứ phương vô sự lầu. Hay còn gọi là lầu tĩnh tâm, tức là sau buổi làm việc thì để cho tổng thống có một cái không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại về những cái quyết định của mình, nguyên thủ quốc gia, những hành động liên quan vận đất nước, ông lên đây tĩnh tâm. Nhưng mà ông Thiệu này, ông lại biến cái lầu tĩnh tâm này thành giống như một cái vũ trường và sức chứa đến khoảng 100 khách khiêu vũ các kiểu đấy, chân dài đấy. Đấy. Và cũng tại vị trí này vào lúc 11:30 ngày 30/4/75. Cái này vẫn còn để là một bức ảnh của các chiến sĩ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam chụp với lại chiếc xe tăng 843. Đây nó nằm ở kia. 843 là chiếc xe tăng húc đổ cái cổng phụ. Và đây là chỉ huy trưởng chiếc xe tăng này, Trung úy Bùi Quang Thận, địa phận góc này. Ông đã cầm cái lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam chạy từ dưới chạy lên trên này, kéo lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa xuống và kéo lá cờ của mình lên. Thì đấy, vào lúc 11:30 đây. Rồi. Ở đây thì còn lại một chiếc chiếc tăng đang đậu đây. Bốn bốn năm. Chiếc trực thăng UH-1 luôn luôn có một chiếc trực thăng đậu đây để phục vụ các chuyến công làm việc của ví dụ như chạy trốn, ví dụ như đi công tác. Vào ngày 30/4 cũng là chiếc xe tăng này chở người mà chạy lên trên đây là đi vào nước ngoài. Ở đây chúng ta còn hai cái vị trí mà ném bom này. Đây 5975. Vào lúc 8:30 sáng. Ngày 8/4/1975, Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung lái chiếc máy bay F5E này đã ném hai quả bom trúng đích tại đây. Vị trí này. Kia còn một cái mảnh bom này, có chữ ký đấy. Đấy, đấy. Thành công đó. Vâng. Cán điểm của Nam. Rồi. Cái điểm của Nam còn gì nữa. Cái này thì cho lên rồi thế ơi. Quay trực tiếp. Ăn rất là rồi, mình cao, xong hết rồi chứ, để xuống nước hoa hôm nào. Sức 5 phút nha, nghỉ ngơi ở đây 5 phút đi ạ. Ông mà chỉ huy trưởng để xây dựng như là Phan Văn Điển nè.
cho xây dựng cái hầm. Và mời các cô chú mình tiến sát lên đây, À, nhà mình đang ở vị trí tầng hầm thứ nhất nha. Tầng hầm này thì cả công trình của Dinh Độc Lập, ngoài ông kiến trúc sư Ngô Viết Tùng thì có thêm một ông nữa, Phan Văn Điển. Ông này là chỉ huy trưởng để xây dựng cái Dinh Độc Lập này. Căn hầm này dài đến 72,5m thì được ông xây dựng ở đây. Và dưới tầng hầm này chúng ta có thấy được vị trí đó là bốn vùng chiến lược, bản đồ rõ hơn đấy, chú có thể nhìn thấy tầng dưới chiến lược này. Cái hai nữa thì ở đây có một cái thống kê về quân số đồng minh tại Việt Nam Cộng Hòa tính vào thời điểm 29/6/1968, số lượng mà quân đông nhất sẽ là Hoa Kỳ với tổng là 541.933 quân, được chia thành lục quân, hải quân, vân vân đấy, không quân, biên phòng. Sau đó là đồng minh là Úc với số lượng là 7.379 quân. À, ít nhất là ai ạ? À, có 12 quân rồi. Có cả lính của Thái Lan, lính Phi, rồi là lính lính thuê đấy, Phi. À, Tây Ban Nha, cả Đại Hàn. Đại Hàn của chúng ta cũng rất là nhiều. Nên ở Sài Gòn chúng ta có một cái gọi là xa lộ Đại Hàn đấy, là do những người Hàn Quốc này họ xây dựng xa lộ Đại Hàn. Ở đây vẫn còn xa lộ Đại Hàn nhé. Trung Hoa chỉ có 31 thành viên thôi, đứng vị trí thứ hai. Trung Hoa dưới lên là Đài Loan, Đài Loan Trung Quốc, Trung Quốc đấy, Trung Hoa Đài Loan đó, Đài Loan nhưng Trung Quốc là nó phía đây là nó thể hiện những cái đất nước mà tham gia ở mặt trận Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ. Nhưng mà tổng cộng là từ tất cả các nước thì mình mới tổng lại rằng tham gia là 604.481 quân ở đây. Và đây thì sóng bắt đầu rớt rồi. Mời đông người để có thể cản được sức công phá của bom mìn. Bom là sao xuống rồi? Và tính hiện tại bây giờ những cái ba cái này vẫn được bảo trì và thậm chí hoạt động tốt mà chúng ta không sử dụng đâu. Vị trí này của các cô đang cách vị trí mặt đất của chúng ta từ 2 đến 2,5 mét, những tấm thép chống này tất cả đường hầm đều có tấm thép để chống chống bom càng quét. Đây là phòng trưởng toán truyền tin. Dưới này thì so với cái tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì dưới tầng hầm này các căn phòng rất là nhỏ thôi. À, rất là nhỏ, có nhiều chức năng. Và tầng hầm này được xây dựng theo hình thức đó là xương cá, một trục chính hành lang. Sau đó bên trái bên phải chia ra hình thức xương cá và các căn phòng khác nhau. Con gõ ở đây để các cô thấy là thép rất là dày. Đây là tổng đài điện thoại, trực điện thoại của mình. Căn phòng này được gọi là hiện đại ngày xưa, đây là căn phòng viễn ấn, các văn bản được đánh máy, gõ máy bằng những cái máy móc hiện đại ngày xưa. Còn là bây giờ thì nó rối tời rồi. Ngày xưa là cực kỳ hiện đại nhất đấy. Ở đây có một cái lối đi xuống tầng 2, tức là tầng hầm thứ 2, sâu từ 5,5 đến 8,5m. Đây là ẩm mốc. Nước nó bị ngấm. Chúng ta sẽ không đi đường đó mà chúng ta sẽ đi về đây. Dày cực kỳ luôn.
dày thế. Quá dày, bom mà chả thủng được chăng. Khi mà bình thường thì ông tổng thống sẽ ngủ tại tầng 2 cùng vợ và con của mình. Nhưng mà xảy ra chiến sự thì toàn bộ đây, gia đình ông tổng thống sẽ được đưa xuống như này. Và cái giường này chỉ một mình ông tổng thống ở thôi. Các bà vợ và con không được xuống như này. Nên là chúng ta thấy cái giường rất là nhỏ để ông tham gia ngủ nghỉ và trực chiến ở đây. Ông bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Và sát bên phòng ngủ thì sẽ có là phòng trực chiến. Căn phòng này được xây dựng để nhằm mục đích là nếu như mà phía trên mặt đất có biến cố thì tổng thống sẽ điều hành cái dinh độc lập tại căn phòng này. Này gọi là phòng trực chiến này. Mọi quyết định sẽ được đưa ra từ đây nếu có chiến sự. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu xuống tầng 2 nhé. Đẹp luôn nhỉ. Đây được gọi là phòng an ninh. Phòng này chúng ta thấy hai cái ghế hai màu khác nhau. Các cô có thắc mắc tại sao nó lại hai màu khác nhau? Một xanh màu đen à? Một màu xanh đậm và một màu xanh lợn hơn. Tại sao lại hai ghế khác nhau và chia ra hai bên khác nhau như thế này? Một thằng là công an, một thằng là quân đội. Mình đoán thử đấy. Có một tổng thống, có sư ở đây chính trị. Không phải là công an. Công an và biên phòng. Nếu như là trước cái thời mà vua chúa thì người ta gọi là quan văn hoặc quan võ. Một ông cương thì ông nhu đấy. Bây giờ thì bên này cũng thế thôi. An ninh quốc gia hai ông này mà sau những cái quyết định mà cố vấn có ý cho tổng thống hay tổng thống đưa ra thì phải qua tay hai ông này đã. Hai ông này duyệt đấy, tức là duyệt đấy sẽ được không? Chỉ cần một trong hai ông này không đồng ý thì cái quyết định đó lại được tạm hoãn. Tạm hoãn tiếp. Lên. Đói rồi đúng không? Đói rồi. Đi con mời vào nhà bếp, con nấu ăn cho. Đi vào nhà bếp, đói rồi đi ra nhà bếp. Đây là mà pha chế cocktail này. Thì đâu có mấy chục năm rồi, bây giờ mua được nước đựng vỏ này. Có nóng nhỉ? Bộ trưởng trẻ thương. Và hiện đại nhất là máy mò gạo. Ây à. Mò gạo vào đây. Đang bắt đầu máy đảo xong rồi nó ra cái nước mò gạo ra rồi này. Mấy chục năm rồi máy mò gạo. Nè, cái nồi nấu ăn của họ đấy. Nè. Máy hút củi cũng ngon. À, máy hút củi. Vì dưới tên học nó bị hút lên. Và hiện tại đấy lò khử trùng rồi, 30 năm nó có lò khử trùng sợ thật. Và hiện tại đủ bếp gạch công nghiệp, bình bếp gạch công nghiệp to thật. Thế thì trưa nay mình ăn luôn trong này đi nhỉ? Ừ, kem nó có thì gì đấy này. Quá hiện tại. Này đi trước mình mới chung ăn. Thank you.
vào đây. Cái xe jeep này là chở tổng thống Dương Văn Minh sang Đài Phát thanh Sài Gòn để đọc lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện cách mạng vào trưa ngày 30/4/75 đấy. À, đây là chiếc này. Chờ ông Dương Văn Minh. Dương Văn Minh ấy. Dương Văn Minh tổng thống cuối cùng đây. Còn cái xe bên này nó là xe không, cái này chắc là rồi. Còn lưu niệm. Còn lưu niệm ai mua cái gì thì vào. Mua đi cho cái này nhá. Mua tập trung cái này nhá. Mẹ sẽ đẹp này. Mercedes đây. Chiếc này là chiếc của ông Thiệu, ông chạy là chiếc Mercedes 200 W110 được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào thập kỷ 60. Là một trong những chiếc xe tăng tổng thống Thiệu sử dụng. Nhưng mà khi mà chúng ta tràn vào đây, đây lại thuộc về cái chín lợi phẩm của quân đội mình. Của sư đoàn trung đoàn 48 sư đoàn 39 giải phóng đánh vào căn cứ của tổng tham mưu vào ngày 30/4 luôn. 9:10 là chúng ta đã thu được cái chiếc xe này rồi. Nhưng mà các cô chú có để ý cái biển số xe này không? Việt Nam. Chữ VN là tượng trưng cho gì ạ? Số 13 78 à. Con 78 này con bỏ ra bên đi. Riêng con số 13 này hầu như ở Việt Nam chúng ta số xui rất nhiều. Hai số đều đẹp. Rất nhiều cái địa chỉ gắn với lại con số 13 và đều để lại số xui hết. Đầu tiên là cách đây vào năm ngoái tháng 6 năm 2022, một ngôi nhà mang số 13 đường Điện Biên Phủ của thành phố Bạc Liêu, ngôi nhà của công tử Bạc Liêu, con trai công tử Bạc Liêu mới mất. Cái hai nữa là một cái nhà thờ gỗ tại thành phố Kon Tum cũng mang địa chỉ số 13 luôn. Đấy luôn. Và thứ hai nữa là một vị vua cuối cùng của Việt Nam mang đến 6 con số 13. Vua nào? Ông nào? Ông đoạn nào cuối cùng? Ông đầu tiên là ông nào? Gia Long à? Gia Long chính xác. Gia Long là ông đầu tiên bảo đài, ông cuối cùng bảo đài gắn với 6 con số 13. Ông sinh năm 1913, một con số. Năm 1926 là lúc này ông 13 tuổi, hai con số lên ngôi. Lên ngôi là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn, ba con số. Tính tất tần tật, tuốt tần tuột các bà vợ của ông, ông có 13 người con. Ở ngôi được 13 năm. Nhưng mà chúng ta sẽ thắc mắc một điều là bảo Nam ơi, ông lên ngôi năm 1926 và đến năm 1945 mới trả lại quyền lực cho Bác Hồ. Thì 1945 trừ đi 1926 thì không bao giờ nó ra số 13 hết. Thì các nhà sử học người ta mới nghiên cứu rằng 1926 ông lên ngôi, nhưng ông lại qua nước ngoài để học tập. Đến 1932 mới trở về Việt Nam đảm nhận tiếp cái chức vụ đó là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn. Nên họ sẽ lấy 1945 trừ đi 1932 là con số 13 thứ 5. Và khi mà ông bị mất cái quyền lực đấy thì nhà nước chúng ta mời ông là giữ cái chức là quốc trưởng, cố vấn. Thì ông lại ra nước ngoài, về sau ông ra nước ngoài sinh sống và cuối cùng thì ông mất ở bên nước bạn. Và khi mà ông mất ông thì người ta định an táng ông vào đúng 12 giờ trưa. Nhưng vô tình 12 giờ trưa ngày hôm đấy trời nước bạn đổ một cơn mưa rất là lớn, làm cho cái huyệt mộ của ông bị ngập nước. Và sau khi người ta lấy hết nước ở huyệt mộ lên vì hạ huyệt, ông xuống rơi vào đúng 13 giờ chiều. Khép lại cuộc đời 6 con số 13. Và mời các cô chú đi di chuyển. Có cái gì đấy thiêng liêng đúng không? Và tấm bia điều khiển bia lên xuống đấy. Bây giờ con có súng, nếu có súng thì con bắn thử xem nào. Con tập bắn. Bia bắn. Vừa rồi mình đã quay toàn cảnh đường độc lập, dinh thống nhất thành phố Hồ Chí Minh nha, cho mọi người xem. Mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã xem video.